vtc.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ nữa thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ được diễn ra. Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện thì chúng ta đang dẫn đầu bảng G với 17 điểm sau 7 trận, hơn chính đối thủ UAE là đội xếp thứ 2 với khoảng cách là 2 điểm. Và với việc Malaysia đã thất bại trước chính Việt Nam ở lượt trận trước thì cuộc đua vào vòng thứ 3 ở bảng G này chỉ còn là câu chuyện riêng của Việt Nam và UAE. Dù tấm vé lọt vào vòng 3 theo tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất rất rộng mở với cả đôi bên, nhưng chắc chắn là chỉ có chiến thắng mới giúp cho UAE 100% đi tiếp, còn đối với Việt Nam là ít nhất là một kết quả hòa. Do đó đây có thể coi là trận chung kết của bảng G. Quý vị và các bạn hãy tải ứng dụng VTC Now trên các thiết bị Android và iOS để theo dõi các sự kiện thể thao hấp dẫn. Và đừng quên sau buổi bình luận trước trận đấu này thì chúng ta hãy bật kênh VTC3 hoặc là VTC9 để cùng theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và UAE. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay sẽ là nhà báo Trê Ngọc tới từ Thông tấn xã Việt Nam ạ. Vâng, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói một chút về trận đấu đã qua, trận đấu ở vòng đấu trước khi mà chúng ta đã vượt qua Malaysia với tỷ số 2-1. Anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ạ? Đấy là một trận đấu rất khó khăn và trận đấu đấy thì nó phơi bày khá nhiều những vấn đề của chúng ta. Trận thắng Indonesia thì không nói làm gì, đấy là một trận thắng cũng khó đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta có được bàn thắng mở tỷ số rồi thì mọi chuyện nó khác hẳn. Bởi vì Indonesia yếu nhưng Malaysia lại là một câu chuyện rất là khác. Ở trận đấu đấy thì chúng ta phơi bày tương đối nhiều những vấn đề ở hàng phòng ngự, những vấn đề ở hàng tiền vệ, đặc biệt là hàng tiền vệ khi mà Malaysia chơi chủ trương chơi ép chúng ta rất là rát. Và tôi nghĩ rằng là trận đấy nếu chúng ta không có được một quả penalty, nếu như Văn Toàn không bị phạm lỗi trong cái tình huống đó thì không biết trận đấu sẽ diễn ra như thế nào. Bởi vì là chúng ta dẫn điểm trước nhưng sau đó chúng ta lại để cho đối phương gỡ hòa trong tình huống mà Văn Hậu đã phạm lỗi. Và nếu mà trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì rõ ràng là tình thế chúng ta ngày hôm nay nó sẽ rất khác. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu này với một tâm thế khác, một áp lực khác. Và tôi nghĩ chúng ta cũng không thể ung dung ngồi bình thản như thế này để mà bình luận trước trận được. Và tôi nghi tin rằng là như thế có khi là chúng ta lại cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều. Vâng, trong trận đấu đó thì cầu thủ nào làm cho ấn tượng nhất ạ? Tôi thích cái cách mà Văn Hậu đã chơi cho đến khi mà anh ấy phạm sai lầm. Trên thực tế thì trận đấu đấy khi mà ông Park ông thay cả hai cầu thủ tiền vệ cánh ở trận đấu với cả Indonesia đi thì chúng ta thấy rằng là Hậu có mặt ở trên sân thì là đã bịt được cái cánh trái, bịt cánh phải của Malaysia và Hoàng chơi cũng chơi rất tốt, Trọng Hoàng chơi rất tốt cái bên cánh phải đấy. Ở trận đấu lượt đi thì vấn đề tấn công biên của chúng ta là cực kỳ khó khăn luôn. Cực kỳ khó khăn luôn và họ cũng tấn công chúng ta rất mạnh ở những vị trí đấy. Nhưng mà nhờ có bộ đôi Văn Hậu và Trọng Hoàng mà trận đấu đấy thì Malaysia không tấn công được. Trong khi chúng ta lại chơi rất là tốt. Và để ý là Văn Hậu có một vài quả tạt rất hay để cho Tiến Linh có thể ập vào. Và chính Văn Hậu là người đã tạo điều kiện để cho Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số. Vâng, và trong trận đấu đấy thì ngòi nổ nguy hiểm nhất là Subare gần như là mất tích đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, cảm ơn nhà báo Trê Ngọc. Và trước khi tiếp tục đến với phần trao đổi với nhà báo Trê Ngọc thì cùng các vị khách mời thì chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Thanh Huyền để nhìn qua lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cùng với đó là những thống kê đáng chú ý về hai đội trước trận đối đầu quan trọng này. Vâng ạ, xin mời chị Thanh Huyền. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Phú Dũng và nhà báo Anh Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, trong số những lần đối đầu nhau ở cấp đội tuyển quốc gia, Việt Nam và UAE đã gặp nhau tổng cộng là 6 lần. Trong số này thì Việt Nam thắng 2, thua 4 và không có trận hòa nào. Có lẽ với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì khoảnh khắc mà Công Vinh lốp bóng qua đầu thủ môn UAE ở Asian Cup 2007 đến lúc này vẫn còn được nhớ mãi. Sau trận thắng 2-0 lịch sử đó thì chúng ta thất bại trước đối thủ liền một mạch 4 trận. Ở năm 2007 là 2 lần tại vòng loại World Cup và 2 lần ở năm 2015 tại vòng loại Asian Cup. Và đến khi mà Việt Nam thực sự được cải thiện về trình độ và tầm vóc dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, gặp lại đối thủ ở vòng